Vâng, xin được kính chào những khán giả thân mến của LCK tiếng Việt đã quay trở lại với những diễn biến đã dang dở trong cặp trận giữa Hawaii Sport cùng với Gen.G. Tỷ số đã là 1-0 dành cho Gen.G sau một ván đấu vô cùng áp đảo. Và MVP trong ván thi đấu vừa rồi thuộc về cho công bài AZ của Châu Vi với một cái lượng chênh lệch farm quá triệt để so với lại CK phía bên kia. Và giai đoạn công bài chồng của ván thi đấu thứ hai cũng đã được bắt đầu. Ngay sau đây, ván thi đấu này chúng ta đã thấy Sena đã bị cấm đi rồi. Còn phía bên kia, Koki là lượt cấm được ưu tiên đến từ bên phía của Hàn Quốc Lai. Hàn Quốc Lai Sport chủ động chọn bên phía đội 1 ở trong khâu cấm và chọn tại ván đấu thứ hai, và họ đã ngay lập tức loại bỏ đi Koki của Châu Vi. Thêm cả đó là Varus đứng dưới của Pay nữa. Còn Gen.G thì ở bên phía đội 2. Việc không được lựa chọn trước khiến họ bắt buộc phải loại bỏ đi con bài Sena này, một con bài đứng dưới đang cực kỳ mạnh tại 14.2 đang được các đội tại LCK vận hành. Và Maokai là lượt cấm tiếp theo bên phía của Gen.G đưa ra nhắm tới khu vực rừng của Peanut. Rồi, đâu sẽ là những con tướng được cấm tiếp dành cho cả phía đây, Orianna hay sẽ là những cái mẫu chất tướng như là Kalista khu vực dưới có khả năng đề đường tương đối là mạnh mẽ và đặc biệt nằm trong tay của Viper cũng như là Pay. Hai bên thì còn một lượt cấm cuối nữa trong phe một của mình và đang cân nhắc khá kỹ dành cho phía của Hàn Quốc Lai. Vẫn còn rất nhiều các power pick được lộ ra và quyết định bên phía của Hawaii Sport là tiếp tục cấm đi Cersante của Kin tại khu vực đường trên. Một ngày mà bên phía của Hawaii Sport đã có những lượt cấm nhắm tới những chống chịu của Kin, nhưng vừa rồi anh ta cũng đã trình diễn cho chúng ta thấy một ván đấu Rumble vô cùng cháy với khả năng vẽ mưa tên lửa và khả năng đi đường của anh ta vượt trội hoàn toàn so với Aatrox của Doran. Kalista lượt cấm cuối cùng mà bên phía của Gen.G đưa ra, và như vậy đường dưới lúc này vẫn còn đó Lucian dành cho Viper. Ngay lập tức đó là lựa chọn dành cho đường dưới của Hawaii Sport. Lần này thì đã mất đi cho Badassena ở khu vực dưới rồi, nên quyết định lựa chọn Lucian cũng là một cái quyết định tương đối dễ hiểu dành cho phía của Hàn Quốc Lai. Ván thi đấu vừa rồi Viper cũng đã đánh khá là ổn, sẽ có những cái tình huống mà anh ta tạo ra được sức ép, nhưng tổng thể đội hình của phía Hàn Quốc Lai thì chưa bằng so với lại bên phía của Gen.G ở trong ván thi đấu đầu tiên đó. Còn ván thi đấu thứ hai này thì diễn biến xem như thế nào đây, đang cân nhắc khá là nhiều, quyết định đến từ bên phía của Gen.G là cướp trước Milio và chuẩn bị bắt cặp cùng với lại Aphelios. Aphelios cùng với Milio, một cặp đôi đường dưới có khả năng tăng thêm sức mạnh ổn, tước luôn Milio trong tay của Delay, ép cho Delay bắt buộc phải dùng những chất tướng hỗ trợ khác, có thể sẽ là Nami. Và có lẽ cũng là một khoảng thời gian tương đối rồi chúng ta mới thấy lại kèo đấu khu đường dưới như thế này. Cùng xem là bên phía của Gen.G liệu rằng có muốn tước Milio hay họ sẽ sẵn sàng đánh một con Lulu trong tay của Lehen. Và họ hướng tới Rell cho lựa chọn thứ hai, chấp nhận để Milio rơi vào tay của Delay. Có thể thấy huấn luyện viên của họ cũng đã trao đổi rất nhiều với lại Lehen ở trong cái kèo thi đấu này. Và để coi cái sự lựa chọn bổ sung khi mà họ mất đi cho bên đó Milo sẽ con tướng nào khu vực dưới. Rell nằm trong khu vực rừng hay sẽ nằm trong vai trò hỗ trợ dành cho bên phía của Lehen, có thể xác suất cao sẽ nằm trong tay của Cannon. Còn câu trả lời dành cho bên phía của Hàn Quốc Lai là đang giữ Nami. Họ quyết định khóa luôn cho bên đó Nami. Họ cũng không muốn hướng tới Milio cho lựa chọn của mình mà thay vào đó là hướng tới Nami, một chất tướng hỗ trợ mang tính năng tấn công mạnh hơn nữa tại khu vực đường dưới. Và Azir cho JK. Anh ta đang suy nghĩ đến câu chuyện là lấy đi con Azir của Châu Vi ở trong ván đấu thứ hai này, và anh ta đúng là đã khóa vào Azir rồi. Cùng xem là liệu rằng Châu Vi có muốn đánh đổi kèo với Thalia đứng giữa hay anh ta sẽ hướng tới những mẫu pháp sư khác để đối đầu cùng với Azir phía bên kia của JK. Với đội hình đã có một nguồn sát thương tiến sau rất uy tín như là Aphelios rồi, thì đứng giữa Châu Vi cũng có thể sẽ nhẹ gánh một chút trong việc phải gây sát thương nhiều. Và quyết định đến từ bên phía của Gen.G có lẽ vẫn sẽ là một hỗ trợ trước ở tại lựa chọn thứ ba. Quan trọng là họ muốn lấy vị tướng hỗ trợ nào mà thôi, Milio hoặc là Lulu. Rồi, như vậy chúng ta cũng đã được hình thành đội hình của cả hai bên ở khu vực dưới. Khả năng đi đường đến từ Aphelios kết hợp cùng với lại Milio cũng tương đối là tốt, nhưng rõ ràng sức ép ở những cấp độ 2, cấp độ 3 trở đi đến từ Lucian và Nami cũng sẽ cao. Hai bên cùng hướng tới cái lượt cấm của phe 2. Bên phía của Gen.G có thể tiếp tục nhắm vào khu vực rừng nơi mà Peanut vẫn chưa có tướng thuận ý của anh ta. Còn bên phía của Hàn Quốc Lai có thể tiếp tục nhắm vào những con tướng khu vực rừng đơn như kiểu là Akali chẳng hạn. Ở ván đấu đầu tiên thì Hawaii Sport đã có một lối cấm chọn và khiến cho Cannon cùng với Kin bắt buộc phải đánh những chất tướng đấu sĩ và carry. Tuy nhiên thì bộ đôi đường trên và đi rừng bên phía của Gen.G lại thể hiện khả năng sử dụng những chất tướng như vậy rất là hiệu quả, chứ không chỉ là những chất tướng làm nền trong bộ trang bị hay là bộ kỹ năng của những con tướng mà họ đã sử dụng rất nhiều ở trong khoảng thời gian vừa qua. Và ván đấu này thì với sự xuất hiện đến từ một con Milio thì Rell đã là một con bài được mặc định là trong khu vực rừng của Cannon rồi. Thì cùng xem là những lượt cấm của Gen.G hướng tới vị trí nào. Họ cấm Peanut, tiếp tục là cấm Peanut với lượt cấm Vi. Còn phía bên kia thì lựa chọn Azir của JK, họ bắt buộc phải loại bỏ đến Tristana cho tay của Châu Vi thêm một lần nữa. Javan cũng đã bị cấm, một con tướng đi rừng mạnh ở những cấp độ đầu tiên. Và quyết định lần này của JK là không đổi kèo, theo đó anh ta dành một lượt cấm cuối của Châu Vi, đó chính là Talia luôn. Câu trả lời dành cho Châu Vi khi mà đối đầu với lại con Azir của JK sẽ là một mẫu chất tướng nào đây? Một mẫu chất tướng có khả năng phối hợp cùng với lại Rell tốt là Orianna vẫn đang rất mạnh ở trong meta thời hiện tại, vẫn đang còn bỏ ngỏ. Và Orianna vẫn là một kèo đấu cho phép Châu Vi kiểm soát được Azir trong những cấp độ đầu với sức mạnh đi đường của Orianna so với Azir. Nhưng Huy sẽ là lựa chọn dành cho Châu Vi ở trong ván đấu này.
một lần lựa chọn pháp sư kiểm soát có khả năng gây đột biến cao trong giao tranh với bộ kỹ năng của Huey. Cùng với đó họ sẽ để cho Kin là người được quyền last pick. Trong kèo đấu được lựa chọn ở tại ván đấu trước thì Kin đã có một con Rumble đi đường tốt và có được áp lực giao tranh tại khu vực sông trên tốt hơn so với Doran. Thì cùng xem là liệu rằng Doran có muốn hướng tới những đấu sĩ mạnh ở khu vực đường trên khi kết hợp cùng với Sejuani hay không. Sejuani một sự lựa chọn mà phần nào đó cái chiêu cuối bộ la băng hoàn toàn có thể bị khắc chế bởi Lee Han khi mà sử dụng cho Bader Emilio. Nhưng đây rõ ràng như anh ta muốn sẽ tạo ra một cái chỗ dựa vững chắc về cái khả năng chống chịu ở trong khu vực rừng của mình dành cho bên phía của Peanut. Và ván thi đấu này nữa thì vẫn sẽ có được cái kèo Aatrox ở khu vực rừng trên dành cho bên phía của Doran. Sự kết hợp trong những tình huống giao tranh nhỏ lẻ cũng sẽ là có, và câu trả lời dành cho King không phải là Rumble, thay vào đó sẽ là Zac. Một chất tướng giúp cho đường trên của Gen G sẽ có được sự chủ động cao hơn trong những cấp độ đầu. Và cánh đầy lẻ của Aatrox với Zac thì Zac vẫn là một vị tướng được đánh giá về khả năng đầy lẻ là tốt hơn. Tuy nhiên bên phía bên kia thì Hao Lai Sport cũng đã có những sự điều chỉnh ở trong ván đấu này. Xét về sức mạnh đi đường thì có vẻ Gen G vẫn đang có một đội hình có được sức mạnh đi đường rất ấn tượng ở khoảng thời gian ban đầu tại khu vực cánh trên. Đường dưới thì Aphelios cùng với Milio cùng với Lucian và Nami là một kèo đấu mà Aphelios và Milio nếu làm tốt ở cấp độ 1 họ hoàn toàn có thể sẽ có được áp lực lên cấp độ 2 sớm hơn. Một ván thi đấu mà đội hình của cả hai bên cũng đã được định hình, với khả năng giao tranh lần này nó tương đối là hiệu quả hơn với những cái chiêu cuối có khả năng mở tốt đến từ bên phía của Rail của Canon. Còn bên phía của Hangalai vẫn giữ cái đội hình giao tranh tổng hợp, họ sẽ có tất cả những cái mọi thứ ở trong đội hình của mình, có sát thương tay theo thời gian và thậm chí được bổ sung ra cả khu vực đường giữa nữa dành cho JK với vị tướng Aji của mình ở trong cái ván thi đấu này. Cơ hội để có thể kéo dài mặt trận BO3 vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của Hangalai. Gen G thì đang có được một khí thế rất cao sau khi họ có được chiến thắng tương đối áp đảo ở tại ván đấu đầu tiên. Ván đấu đó là một ván đấu mà họ đã hoàn toàn bóp nghẹt Hoàng Online Sport trong hầu như xuyên suốt tất cả thời gian của ván thi đấu, với khả năng kiểm soát những mục tiêu lớn của Canon với khả năng đi đường tốt đến từ khu cánh trên của mình. Và cùng xem là ván đấu thứ hai thì kịch bản sẽ diễn ra như thế nào. Ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Hangalai và Genji, tỷ số ở thời hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cho bên phía của Genji, và những diễn biến của ván thi đấu thứ hai này sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Rất hy vọng những quý khán giả đang theo dõi giải đấu LCK trên kênh sóng của LCK tiếng Việt sẽ để lại cho chúng tôi những lượt like, những lượt subscribe trên các nền tảng phát sóng của LCK tiếng Việt để ủng hộ cho đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu là Boxsport. Và đang là những diễn biến ở vòng thi đấu thứ 8, chúng ta sắp khép lại lượt đi của LCK mùa giải này rồi. Rất nhanh khi mà lượt đi cũng sắp khép lại và hai đội tuyển đang có mặt ở trong ván đấu thứ hai này thì đang đều là những đội tuyển có mặt ở khu vực nhóm trên của bảng xếp hạng, và họ cạnh tranh trực tiếp một vị trí đẹp ở trong top 3. Cấp độ 1 thì Kin đang câu đi cá. Ra sông câu cá rất chill, và ván này Kin đánh bằng bước chân thần tốc khu đường trên nha, và anh ta khởi đầu bằng kiếm Doran. Khá là thú vị đến từ Kin, vẫn sẽ tiếp tục là một đường đứng câu cá dành cho Kin, không biết là có con cá vàng nào cắn câu không đây. Cá nhỏ thôi. Chiu chắc là cũng được tầm 3 cho đến 4 vàng gì đó. Còn ở cấp độ 1 thì bên phía của Hao Sport đã để lại được một con mắt ở tại khu vực bãi chim quỷ biến dị của Canon. Về vòng rừng thì để xem là hai người chơi rừng liệu rằng sẽ có một vòng rừng như thế nào. Có vẻ sẽ là một vòng rừng trái cánh khi mà Peanut sẽ ăn từ khu vực cánh dưới lên, còn ngược trở lại thì Canon sẽ ăn từ khu vực cánh trên xuống. Cái đó khu vực đứng giữa lúc này thì Azir sẽ là Azir trong tay của JK. Còn phía bên kia thì Chovy cùng xem là khả năng sử dụng Huey của Chovy sẽ là như thế nào. Anh ta còn tiếp tục có khả năng hack farm tốt giống như ván đấu trước đó hay không? Chúng ta đang thấy một cái khách khởi đầu khá là an toàn nhìn trên phía của Genji khi mà họ đầu tư hẳn 3 con mắt được cấm vào khu vực rừng của bên phía Hangalai. Phần nào đó ở giai đoạn tiếp theo thì họ chỉ còn lại một cơ số mắt nho nhỏ để có thể chống những tình huống tấn công nếu như có thể được xảy ra đến từ Peanut mà thôi. Peanut ăn bãi chim trước và sau đó ăn bãi đá thứ hai và sẽ kết thúc cái điểm cuối của mình bằng bùa đỏ, và sau đó anh ta sẽ có mặt cực cánh trên của bản đồ. Và mặc dù là đứng giữa cùng với đứng dưới đang có khả năng để đường tốt, tuy nhiên thì việc xâm lăng sang phần rừng bùa xanh của Canon có lẽ là điều mà Peanut cũng không muốn hướng tới ở vòng rừng đầu tiên của anh ta. Do là chất tướng đầu trận thì Sejuani cũng không phải là chất tướng khỏe hơn so với Rail, đặc biệt là những tình huống cạnh tranh trực tiếp về mặt trừng phạt thì Rail vẫn là một chất tướng được đánh giá tốt hơn so với Sejuani nữa. Cùng xem là liệu rằng vòng rừng lên khu vực cánh trên như thế này thì có vẻ sẽ là tiếng đổi rừng rồi. Peanut quyết định đột kích băng giá sang thẳng phần rừng bùa xanh của đối phương, và Genji Cannon cũng có một pha xử lý như vậy. Nhưng nếu như đổi vị trí rừng như thế này thì có vẻ đường trên bên phía Hangalai Sport sẽ có thể gặp khó. Nhưng Cannon đi một cái đường vòng rất xa để né tầm nhìn ở tại bãi chim quỷ biến dị và thực hiện một pha tấn công nhắm tới vị trí của JK. Họ có một pha bắt choáng thành công tới từ Cannon, nhưng chỉ dừng lại ở pha ép tốc biến của JK chứ không phải là một pha tấn công Onin.
và sau đó vẫn sẽ là một cái thế đổi cánh rừng dành cho cả Pinot với lại Cannon. Một tình huống ra tay đến từ bên phía của Genji khi mà họ kiểm soát được cái lượng tầm nhìn đến từ một con mắt được cắm rao của JK, và phần nào đó thành quả cũng đã được gặt hái với phép bổ trợ tốc biến của JK đã phải mất đi. Nhưng tôi nghĩ rằng Doran có thể sẽ chịu áp lực băng trụ đến từ bộ đôi tốp rừng bên phía của Genji nếu như anh ta không kiểm soát được ngưỡng máu của mình. Còn đường dưới thì việc băng trụ ở cấp độ 3 đến từ phía Hang Lai Sport liệu rằng có được diễn ra hay không đây. Pinot đã bắt đầu vào vị trí đợt lính không phải quá nhiều và quyết định của Pinot chỉ là farm rừng mà thôi. Năng lượng đến từ Viper trong tình huống này cũng đang hơi hạn chế chút xíu. Đồng ý là anh ta có một bánh bích quy nhưng mà với thế lính như thế này thì cũng không có cái cơ hội để có thể thiết lập cho những tình huống gây sức ép hơn dành cho cả Pinot nữa. Đường trên để coi với một cái nhịp độ đẩy đang tương đối là tốt như thế này, nhưng lượng máu đến từ Doran bây giờ cũng đang tương đối đủ đầy, hơi khó để cho bên phía Genji có thể băng trụ. King rất nỗ lực để có thể tạo ra những tình huống làm mềm. Và đường giữa thì JK, thứ nhất là kèo đấu này Chovy đã xử lý tốt, thứ hai nữa là tình huống gank của Cannon với pha FF bổ trợ tốc biến của JK đã khiến anh ta phải về nhà và dịch chuyển trở lại với chỉ một giày thường và bình thuốc tái sử dụng. Pha fake check đến từ bộ đường dưới bên phía của Genji và họ đang bị nhận một lượng sát thương không hề nhỏ tới từ thiêu đốt của Viper, nhưng sức sát thương đến từ Viper và Delay để dứt điểm là không có. Sự xuất hiện đến từ Phoenix tại khu cánh dưới có lẽ cũng đã nằm trong tầm tính toán của Genji rồi. Anh ta đứng trên một con mắt tại bụi cỏ trạc 3 và không tạo được bất ngờ với tình huống ghé thăm này. Nhưng những lợi thế đi đường vẫn còn dành cho phía Hawaii Sport tại khu đường dưới. Bù lại thì cánh trên có một cơ hội nào để băng trụ hay không, nên lính có vẻ không thuận lợi và Cannon quyết định di chuyển về để bắt đầu vòng rừng thứ hai, hay sẽ là băng trụ đây. Anh ta chặn được lính ở phía sau, không có dịch chuyển của JK và Pinot ở quá xa cho tình huống này. Băng trụ diễn ra với rất nhiều nhưng không chia đến từ bộ đôi tốc rừng bên phía của Genji, và sau đó là một pha tốc biến bỏ chạy đến từ Doran. Anh ta vẫn bị đu bám theo và chiến công đầu dành cho Kin. Một pha chồng làm choáng rất lâu đến từ bộ đôi của phía Genji và chỉ còn lại nửa cây máu của Doran ở trong tình huống vừa rồi mà thôi. Tưởng chừng như ta sẽ thoát được pha băng trụ nhưng không, bên phía của Genji và họ vẫn tiếp tục tiến hành một tình huống băng trụ, và đó điểm hạ gục được dành cho Kin, người chơi đường trên và đang sở hữu cho mình đó một công tướng có khả năng đẩy lẻ tốt như là Zac. Một điều kiện thắng ở cánh đầy lẻ cho bên phía của Genji đã được hình thành với tình huống tấn công băng trụ vừa rồi mà họ không mất bất kỳ một phép bổ trợ tốc biến nào. Và tất nhiên với chức tướng là Rael thì Cannon có thể sẽ xử lý được ba con sâu không cánh trên ở lượt một rất nhanh với cú trừng phạt đang sẵn sàng. Và như đã nói, nếu như đổi vòng rừng như vậy thì rõ ràng bên phía của Hang Lai Sport sẽ gặp vấn đề tại khu đường trên. Còn đường dưới của họ thì rõ ràng là bên phía của Genji đã đánh quá an toàn và không có cơ hội nào để Pinot có thể băng trụ cả. Và đó là cái cách mà bên phía của Cannon họ xử lý. Anh ta xử lý những cái thông tin được đưa ra đến từ bên phía của Genji. Đầu tiên là anh ta xử lý được cái vòng rừng đến từ Pinot và có những cái cơ hội đổi cánh rừng. Thứ hai nữa là vừa rồi Pinot cũng đã lộ hình ở trong cái bụi cỏ chặt ba và biết được rằng Cannon sẽ có rất nhiều thời gian để có thể thiết lập những tình huống băng trụ của đường trên, và thậm chí là thời gian của anh ta dư tới cái mức để có thể kiểm soát được hai con sâu ở trong cái đợt vừa rồi. Rất thành công cho phía Genji, họ không có được trọn vẹn 3 sâu không, nhưng hai con đã là đủ để hình thành một cái lợi thế là nếu như họ kiểm soát thành công 3 con sâu phía sau, ngưỡng sức mạnh 5 sâu cùng với một Jack đang khỏe như thế này cho tay của Kin, thì điều kiện thắng đẩy lẻ của Genji vẫn đang được đảm bảo. Kin vừa rồi đã dùng luôn cả cú chiêu cuối để lấy máu và ép lui Doran. Khá là khó dành cho Doran khi mà anh ta phải hứng chịu tiếp một cái đợt lính đang có xe chuẩn bị tràn trụ. Nhưng mà lần này thì Pinot cũng đang có mặt ở cánh trên bản đồ. Chovy thì đang bị tấn công một khu vực giữa, tốc biến né phân chia thiên hạ khá là tốt. Quay ngược trở lại bằng một vòng xoáy tuyệt vọng, trả sát thương rất căng đến từ Chovy. Lần này thì Chovy đã không nhận một tình huống tấn công quá nguy hiểm đến từ phía Hang Lai Sport khi anh ta đã phản xạ kịp để tốc biến thoát khỏi cú phân chia thiên hạ của JK. Sau đó là một tình huống mà bên phía của Genji cũng đang có ý định phát động tấn công ngược trở lại xuống khu đường dưới của đối phương với sự xuất hiện đến từ Cannon, người đã không mất phép bổ trợ tốc biến trong tình huống băng trụ trước đó. Nhưng sự xuất hiện của Pinot đã báo hiệu ra một tình huống là bên phía của Genji sẽ phải đối diện với tình huống giao tranh 3-3 nếu như có đánh nhau diễn ra. Cannon quay ngược trở lại tấn công và anh ta chọn mục tiêu tấn công đó chính là vị trí của Delay. Nhưng Delay có đủ khả năng để rút lui cho tình huống này. Pháo trong trường tới từ Pay, ta giữ chân được 3 thành viên bên phía của Hang Lai Sport lại. Họ càn lên tấn công, tìm kiếm mục tiêu tấn công tiếp theo sẽ là ai đây? Viper có thể rút lui được, Delay có thể rút lui được, Cannon thì sao? Cannon vừa mất hack kim thuật, anh ta không còn tốc biến, nhưng sát thương của Hang Lai Sport đã hết rồi. Giao tranh 3-3 và cái lượng sát thương đến từ bên phía Genji vừa rồi, họ chia ra khá là nhiều những mục tiêu khác nhau, nó khiến cho bên phía của Hang Valai vẫn rút về được với không ai phải nằm xuống cả. Còn ngược trở lại khu vực đường trên đã có bắt đầu những cái lợi thế nhất định dành cho Kin. Lượng trang bị của anh ta bây giờ cũng đang tương đối tốt. Lần về nhà đầu tiên của Kin hướng tới một cái giày thép gai giúp cho anh ta tự tin hơn nhảy lên trao đổi chiêu thức như thế này. Khả năng phục hồi đến từ bước chân thần tốc giúp cho Kin cũng có được khả năng chơi hit rất tốt trong khoảng thời gian vừa qua, và những tình huống trao đổi máu diễn ra đến từ khu vực đường trên, và đây sẽ là một pha bắt choáng để rút lui đến từ Kin mà thôi. Anh ta không quyết định all in. Những đường đơn của Genji đang thi đấu rất tốt ở trong ngày thi đấu này. Cả hai ván đấu thì hai đường đơn của họ đều có những lợi thế trước đường đơn của Hang Lai Sport. Và với một cái áp lực lớn liên tiếp được xảy ra, được diễn ra đến từ Kin lẫn Chovy khu vực đường giữa thì cũng đã tạo ra cái lượng chênh lệch về mặt chỉ số lính rồi. Và pha vừa rồi thì có thể thấy Doran đã phải chịu một cái skep khá là lớn khiến cho anh ta phải bị mất đi những cái chỉ số lính rất là đáng tiếc. Và thậm chí là lần về nhà này anh ta đang có ý định muốn về, muốn về sẽ bỏ lại khá là nhiều những công trình nha. Nhưng mà ở lại thì đối phương hoàn toàn có thể tiếp tục câu chuyện máu.
và nếu như tiếp tục ở lại thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục thua đường thôi. Anh ta không đủ ngưỡng máu, không đủ về mặt trang bị để có thể tay đôi 1-1 với Keane. Chưa kể là những áp lực tới từ Real của Cannon sắp có cấp độ 6 cũng là một áp lực khiến cho bên phía của Hawk Light Sport sẽ cần phải có những sự hỗ trợ dành cho Doran để anh ta trụ lại kèo này. Chênh lệch ngày càng nhiều tại khu vực đường trên, nó đã lên tới con số là gần 20 chỉ số farm giữa hai đường trên rồi. Còn trong khi đó, khu vực được giữa vừa rồi, Chao Vi cũng rất là tỉnh. Anh ta biết được rằng mình đang không sở hữu cho mình đâu phép bộ trợ tốt biến. Ta lùi về phía sau và kêu gọi Cannon đứng ở gần khu vực đường giữa để có thể sẵn sàng hỗ trợ cho anh ta. Và bắt đầu ăn con cua và di chuyển lên cánh trên. Một con mắt được cắm ra trước đến từ Doran để giúp cho anh ta phát hiện được cái pha di chuyển này của Chao Vi và Cannon. Doran đang có thể đối diện với một tình huống băng trụ đến từ ba thành viên phía của Gen G, bắt buộc Peanut phải có mặt ở đây. Peanut có mặt với một cái bola băng hàn và JK cũng đã bắt đầu có những tình huống di chuyển dần lên khu vực đường trên. Băng trụ vẫn được diễn ra đến từ bên phía của Gen G. Họ chọn mục tiêu tấn công, đó chính là Doran, người không có tốc biến, và Doran nằm xuống lần thứ hai trong ván đấu này với mạng thứ hai cho Keane, và Keane tốc biến ra được. Azir của JK không có dịch chuyển và anh ta đi bộ lên thì không kịp để hỗ trợ cho Doran. Khá là trễ ở trong cái dịp di chuyển vừa rồi đến từ JK, và nếu như một con mắt được cắm ra trước đến từ Doran là khéo giúp cho anh ta có thông tin. Nhưng có thông tin là một câu chuyện, đép đuổi không lại là câu chuyện khác. Peanut có mặt của khu vực Nitrogen cũng không hỗ trợ kịp dành cho Doran với một cái lượng sát thương quá lớn được cộng kèm vào của ba thành viên phía Genji. Cánh trên của Genji đang có một ngày thi đấu vô cùng thành công và họ đang thực sự bóp nghẹt được cánh trên của Hawk Light Sport trong cả hai ván đấu liên tục. Và ở khu vực đường dưới thì cũng không có quá nhiều lợi thế để Viper cùng với D-Line có thể suy nghĩ đến câu chuyện là tấn công all in và tìm kiếm cơ hội gánh team. Loạt thanh trừng không hiệu quả tới từ Viper. Lối thi đấu đang rất là an toàn đến từ bên phía Genji. Lần này thì Cannon đang chơi bao sân và anh ta sẵn sàng có mặt của khu vực dưới, ép lui được D-Line ở trong cái dịp tấn công này, hoặc thậm chí là quay ngược trở lại đánh rất hổ báo đến từ bên phía của Lehen và Pay. Khu vực đường dưới như Tùng đã chia sẻ thì với một cái sức ép không lớn đến từ Viper thì thậm chí là Pay với lại Lehen có khoảng trống để có thể di chuyển vào farm rừng hộ cho Cannon nữa cơ. Rất nhiều những lợi thế dành cho Genji ở trong ván thi đấu này khi mà họ đang hình thành một con rách vô cùng quái vật đường trên của Keane và Doran khổ rồi. Thua chỉ số farm lên tới 30 chỉ số farm chênh lệch trong kèo đấu giữa Jack cùng với Atrox. Không thể trở lại kèo đấu này nếu như không có sự hỗ trợ đến từ các thành viên bên phía của Hawk Light Sport. Nhưng những pha di chuyển của Hawk Light Sport lên khu vực cánh trên để tấn công Keane thì họ cũng sẽ phải có những cái giá trả lại ở khu cánh dưới mà thôi. Đang là một pha kiểm soát dòng nguyên tố tới từ Cannon với đợt đẩy của Pay cùng với Lehen. Peanut lộ vị trí và anh ta cũng sẽ có những sự hỗ trợ tới từ JK với pha di chuyển này. JK có tốc biến, có phân chia thiên hạ. Trong khoảng thời gian Châu Vi chưa có tốc biến, chưa có vòng xoáy tuyệt vọng thì bên phía của Genji chấp nhận là chưa ăn con rồng nguyên tố này vội. Những tình huống di chuyển đến từ phía của Genji, họ nhằm tìm kiếm những cái thông tin nhất định. Pha thi đấu trước đó thì Peanut chưa lộ hình ở trên bản đồ, thì Keane tận dụng khoảng thời gian trống của mình di chuyển vào ba con sâu để coi rừng với lại đường trên của phía đối phương có muốn kiểm soát cái mục tiêu này không đây. Sau khi không thấy thì họ rút lui ở khu vực hang rồng. Một tình huống chủ động lướt lên tấn công đến từ bên phía Viper nhưng có ngọn lửa ấm áp để có thể hồi phục thêm lượng máu dành cho Pay. Rồng nguyên tố vẫn đang còn tồn tại đó. Bên phía của Genji họ đang tiếp tục khuếch đại những cái lợi thế mà họ đang có, cụ thể là Keane vừa rồi mới có thêm cái lớp giáp trụ khu vực đường trên nữa. Rất giàu, anh ta đang có một thế trận hoàn toàn áp đảo khu vực đường trên so với những gì mà Atrox của Doran có. Và khu cánh dưới bản đồ thì Hawk Light Sport lúc này cũng không còn lợi thế về mặt tài nguyên nữa rồi. Những chiêu cuối, những tốc biến của Genji đã hồi lại hết ở tại khu vực cánh dưới bản đồ. Cannon đang đứng trên tầm nhìn và Châu Vi thì đang bị kẹt lại ở lính khu vực đường giữa. Có lẽ là một tình huống mà Châu Vi sẽ cần phải di chuyển ra nếu như có ý định cạnh tranh. Và Cannon là người có được khả năng trừng phạt tốt hơn khi kết hợp cùng với sát thương tới từ xuyên tập kích. Một lượng sát thương được cộng dồn vào tương đối là mạnh mẽ đến từ Rail. Còn cánh trên chúng ta đang có một lượng chênh lệch đâu đó khoảng chừng 1k7 vàng. Đó là một cái lượng chênh lệch khá là lớn, và chưa kể về mặt chất tướng cái dàn về sau nữa thì Keane rõ ràng là người thắng thế hơn so với lại Doran. Và để coi cái cách mà anh ta chuyển dịch những cái lợi thế của mình là như thế nào, anh ta sẽ tập trung lên khu vực đường trên hay sẽ tận dụng phép một rời dịch chuyển đã kịp hồi lại ở trong tình huống này, phối hợp cùng với lại các thành viên còn lại bên phía Genji để tạo ra một tình huống giao tranh khu vực hang rồng. Tiếp tục là một tình huống đứng trên tầm nhìn của Cannon, nhưng rõ ràng anh ta cũng không phải là một chất tướng dễ để bên phía của Hawk Light Sport có thể bắt bớ vào. Và những gì bên phía của Hawk Light Sport đang cố gắng làm ở tại khu cánh dưới là gây áp lực tối đa để hướng tới con rồng nguyên tố đầu tiên. Nếu như an toàn thì Cannon có thể suy nghĩ đến câu chuyện là hướng tới ba sâu không cánh trên để giúp cho con Jack đẩy lẻ của Keane sẽ có thêm những áp lực vào công trình. Đây là pha lướt lên tấn công đến từ Viper với thiêu đốt. Loạt thanh trừng ép bắt cho Lehen phải dùng tốc biến để rút lui với khoảng chừng 300-400 máu còn lại. Và cùng xem là với tình huống lấy máu như thế này của đối phương thì Hawk Light Sport còn tiếp tục có áp lực của mình hay không. Viper lao lên tấn công nhưng anh ta bắt buộc phải rút lui về. Cannon quy flash và đổi được cú tốc biến tới từ Viper. Tiếp tục là những tình huống tiếp cận tới từ Cannon, bola băng hàn đưa ra nhưng đó là một tình huống không có choáng. Chiêu cuối được dùng tên Lehen, có những dịch chuyển đến từ cả hai người trên đường trên xuống khu vực đường dưới. Keane đã dịch chuyển xuống và anh ta ép lui các thành viên bên phía của Hawk Light cánh còn lại thì Châu Vi đã bị bắt lẻ và anh ta nằm xuống với mạng dành cho JK. Keane có thể sẽ bị shutdown. Keane không có phép bổ trợ tốc biến và JK đã vào vị trí. JK bị bắt choáng, JK không còn phân chia thiên hạ, anh ta
đang cố gắng xỉa và anh ta có mạng của Lehen. Sau đó anh ta tốc biến thoát lui thành công khỏi hắc kim thuật của Cannon. Phản công tới từ Hagrai Sport. Cannon yếu máu, Cannon không tốc biến và anh ta nằm xuống đất. Một kill dành cho Zeka. Pay đang cố gắng gỡ mạng và lực sát thương của anh ta với một tình huống đánh tay với theo là chưa đủ để kết liễu được Peanut trong tình huống này. Lượng máu của Peanut đang sở hữu trên người của mình đó chính là 19 HP mà thôi, và anh ta không bị hạ gục. Một tình huống giao tranh tốt dành cho bên phía của Hangwalai, và họ có rất nhiều những cái điểm hạ gục ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Azir của ZK sở hữu cho mình đó là 3 sát ở trong cái pha thi đấu đó. Trước đó anh ta phối hợp cùng với lại Peanut để có thể tiêu diệt được cho Vi. Và phía cánh bên kia, Viper đã đóng vai trò rất là lớn ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Đầu tiên là một tình huống combo, anh ta ép một lượng máu lớn đến từ Lehen, và sau đó anh ta tiếp tục quay ngược trở lại và rút lui thành công, dành cho cái nhịp tấn công đến từ bên phía của Cannon. Nó tạo ra một tình huống giao tranh tốt hơn dành cho bên phía của Hangwalai. Pha thi đấu này thì rõ ràng là King có lợi thế, anh ta về nhà xài tiền và có được cho mình đao tâm hợp kiếm đáp xuống với một tưởng chừng như sẽ có thêm những cái lợi ích tiện lợi hơn dành cho phía của Genji, nhưng không. Hãy nhìn về cái cách giao tranh đến từ bên phía của Hangwalai kìa. Hãy nhìn về cái cách mà Viper thả diều với con bài Lucian của mình. Kin không có đủ sát thương cho tình huống này để làm khó được tuyến sau bên phía của Hangwalai Sport, và ZK đã có đủ sự tự tin để bước lên tìm kiếm mà hạ gục dành cho con Azir của mình. Sau đó tốc biến thoát lui khỏi hắc kim thuật và khiến Cannon là người bị kẹt lại. Lượng sát thương tới từ Aphelios của Pay là không đủ để có thể kết liễu được Phoenix với chỉ khoảng chừng dưới 20 máu mà thôi. Hangwalai Sport vừa trở lại ván đấu với 3 mạng liên tục và giúp cho ZK đã có được đánh đa trò. Cái quyết định vừa rồi đến từ bên phía của Genji, họ khá là cầu toàn, họ muốn ăn hết tất cả những cái mục tiêu trên bản đồ với pha thi đấu đó, chứ họ không muốn đánh đổi con rồng nguyên tố đầu tiên đổi lấy 6 con sâu với một cái lợi thế lớn đến từ những cái lượng chinh lịch được tạo ra đến từ Kin. Và với tình huống cầu toàn như vậy thì họ không hủy diệt được bên phía của Hangulai trong tình huống giao tranh đó. Và bây giờ cái ngồi nổ ZK với con bài Azir 3 điểm hạ gục thì đây chắc chắn sẽ là một trong những cái lượng sát thương luôn được đảm bảo đến từ bên phía Hangulai. Và như vậy thì những con sâu hư không ở lượt thứ hai nó đã bị thay thế bởi con sứ giả. Và tại mục tiêu này thì bên phía của Hangulai Sport đang là những người có được khả năng kiểm soát nó tốt hơn. Kin cùng với Doran đều không có dịch chuyển, và nếu giao tranh diễn ra sẽ là thế 4-4. Mà 4-4 tại thời điểm này thì Hangulai Sport đang có một Azir vô cùng khỏe trong tay của ZK. Họ sẵn sàng giao tranh, còn Genji đã phải suy nghĩ đến câu chuyện buông bỏ. Họ có được dòng nguyên tố đầu tiên của ván đấu nhưng đã phải trả một cái giá đắt khi mà để cho Azir của ZK có được tới 3 mạng. Thì áp lực tấn công của ZK trong những tình huống giao tranh sẽ là rất lớn dành cho bên phía của Genji. Thêm vào nữa, Viper đang chuẩn bị có cơ hội để có thể lên tiếng với lại vị tướng Lucian của mình ở trong những cái tình huống tiếp theo của ván thi đấu. Lượng trang bị của anh ta bây giờ đang khá là tự tin để có thể đứng lên cao. Nhưng phía bên kia, Pay cũng tỏ ra đanh đá không hề kém cạnh khi mà ta có sự hỗ trợ của Cannon ở phía bên mạng trái của bản đồ. Và cùng xem là với tình huống di chuyển ra khu đường giữa thì liệu rằng Cannon sẽ làm được gì với bộ đôi đường dưới bên phía của Hangulai Sport đây. Anh ta có chiêu cuối, nhưng băng trụ liệu rằng có nổ hay không đây. Chovy cũng đã có mặt ở tại khu vực này, lính đang còn tương đối nhiều và nó đã giúp cho bên phía của Genji có một đợt đẩy thuận lợi, có được trụ một toàn bản đồ giúp Genji có được một lượng tiền nữa. Nhưng ở khu cánh trên thì ZK đang tận dụng cái khoảng trống được tạo ra để tấn công, và với sự bảo kê tới từ Phoenix ở tại khu vực sông, ZK vẫn rất tự tin với Nang Nashor và tấn công vào đường trên bên phía của Genji. Sau đó thì bên phía của Genji vẫn có ý định giao tranh phía sau bộ đôi Chovy cùng với cả Cannon là sự xuất hiện đến từ Pay cùng với Lehen. Và qua đó thì bên phía của Hangulai Sport quyết định là không giao tranh, họ rút lui thành công. Nhưng ngược trở lại thì bên phía của Genji, mặc dù họ thua pha giao tranh trước đó nhưng họ vẫn đang có lợi thế ở cái cảnh đẩy đường đơn. Rõ ràng cái lượng trang bị ở thời điểm hiện tại của Kim vẫn đang nhỉnh hơn so với lại những gì đang được sở hữu đến từ phía của Doran. Thì đây vẫn sẽ là một cái cảnh mà bên phía của Genji có thể tiếp tục tận dụng, và đặc biệt là Kim cần phải đánh một cách hổ báo hơn để từ đó khuếch đại thêm những cái lợi thế mà anh ta đang sở hữu. Có những điều kiện thắng dành cho cả hai bên ở trong ván đấu này. Đây là một cú dịch chuyển ra phía sau đối phương tới từ Azir của ZK, và Kin, người xanh sao nhất điều kiện thắng của Genji, đang có thể bị uy hiếp ở trong tình huống này. Anh ta có thể sẽ bị shut down. Kin đang tìm đường để có thể tự sát và câu thêm thời gian chiến binh tận thế tới từ Doran. Có rất đông thành viên của Hangulai Sport có mặt trong tình huống này, và Kin bắt buộc sẽ phải nằm xuống mà thôi. Mạng shut down có lẽ nên được nhường lại để Doran có thể trở lại ván đấu, và đúng là anh ta được nhường shut down. Ngược trở lại khu đường trên thì bên phía của Genji sẽ có được cái trụ thứ hai của họ trong ván đấu này. Ở khu vực đường giữa, Pay cùng với Lehen ngay lập tức lao lên để tấn công vào trụ hai đường giữa của Hangulai Sport. Và lúc này thì thanh trừng chưa có, Viper đang có ý định trả ngược sát thương trở lại bộ đao băng hàn, nhưng đó là một pha chiêu cuối rất nhanh tay từ Lehen. Thủy ngục không làm khó được đối phương, nhưng anh chàng dẫn lối của Pay thì đã trượt. Một tình huống đánh đổi chủ động đến từ bên phía của Hangulai khi mà họ đầu tư luôn cho mình đó dịch chuyển để có thể đẩy mạnh cái nhịp độ của ván thi đấu này lên. Peanut gọi sứ giả ra để có thể cân bằng một chút xíu cái áp lực để có thể tấn công vào công trình ở khu vực giữa này nhằm bóc dỡ công trình này. Trước đó thì Chovy cũng tận dụng khoảng trống tốt để có thể mang về trụ dành cho phía của Genji. Hai bên đều đang muốn đẩy mạnh cái nhịp độ của ván thi đấu lên cao. Nhiệt độ ban đầu vẫn đang là rất cao trong khoảng thời gian vừa qua, và Peanut tiếp tục dìu được con sứ giả vào trụ hai, nhưng cú hút của nó chưa kịp đưa ra thì Cannon đã thực hiện một pha xuyên tập kích kết hợp cùng với lượng sát thương đủ
để khiến con sứ giả không thực hiện được lượng sát thương của nó lên trụ 2 đường giữa của Genji. Đổi trác diễn ra trên toàn bản đồ thì rõ ràng bên phía của Hungry Sport là những người đang có được những lợi thế trong những tình huống đổi trác gần đây. Họ khá là hài lòng khi mà cái điểm hai gục tiền thưởng vừa rồi cũng được nhường dành cho Doran, phần nào đó sẽ kéo được chút những cái chênh lệch về mặt kinh tế dành cho anh ta ở trong cái kèo đối đầu trực tiếp với lại Kim phía bên kia. Một ván thi đấu nó hấp dẫn hơn so với lại ván thi đấu đầu tiên bên phía của Hàng Hoa Lai cũng đã thể hiện cái sức mạnh đội hình của mình rồi. Ngưỡng sức mạnh hai món trang bị dành cho công bài Lucian của Viper bây giờ cũng đã được hình thành và những người đồng đội của chúng ta cũng đang hướng tới cái ngưỡng sức mạnh này. Vâng, đúng là dạo đi đường thì bộ đôi Viper của Vidilai không làm khó được Pay với một lượng chỉ số farm chênh lệch không quá đáng kể, thậm chí là Pay đang là người farm không mà anh ta đã có được tiền thưởng 150 tiền trên đầu rồi. Nhưng rõ ràng là ở khoảng thời gian 1 đồ cho đến 2 đồ thì Lucian vẫn là xạ thủ có được sức ép lớn hơn. Có lẽ sẽ phải cần đến món trang bị thứ 3 trở đi thì Pay bắt đầu mới có được áp lực ở tuyến sau. Nhưng tại thời điểm mà có được trang bị thứ 3 của Pay thì phía bên kia những chủ lực như Lucian và Azir lúc đó cũng sẽ có được rất nhiều những món trang bị để gây sát thương. Và để xem bên phía của Genji sẽ phải xử lý như thế nào. Nếu như giao tranh trực diện thì ngưỡng sức mạnh của họ chưa đến. Đẩy lẻ thì Kin vừa rồi đã bị shut down một cú khiến cho những áp lực đẩy lẻ của anh ta lúc này cũng bị giảm đi đôi chút. Doran bị tấn công với cú chiêu cuối tới từ Kin. Có thêm Cannon xuất hiện. Nhưng việc băng trụ liệu rằng có được diễn ra một cách thuận lợi hay không, có sự xuất hiện tới Delay. Delay có dấu hiệu lên cùng cánh trên và đường dưới cũng có một tiếng tấn công ngược trở lại. Bola băng hàn thành công và Chovy không tốc biến được. Anh ta bị kẹt lại. Cánh trên băng trụ thành công thì cánh dưới cũng tương tự là như vậy. Thật sự với tình huống đứng trên rất lâu của Cannon, anh ta mặc dù để cho người đồng đội mình làm mềm đối phương nhưng ta không lộ hình để phần nào đó tạo ra một cái sự bất ngờ, và sự bất ngờ đó đã được thành công. Doran đã bị băng trụ và đối trụ 2 ở khu vực đường trên, và dù phía bên kia Chovy cũng bị băng trụ nhưng anh ta chết ở trong trụ 1, tức nghĩa vẫn sẽ có lợi thế về cái đợt lính binh cánh dành cho phía của Genji ở thời điểm này. Đã có một tình huống kiểm soát rồng tới từ Phoenix và không ai phòng ngự Kin ở tại khu vực đường trên cả. Anh ta đã tiếp tục đẩy vào với tam hợp kiếm cùng với lượng sát thương hỗ trợ thêm từ hai con sâu hư không. Và với tam hợp kiếm thì Kim gõ bay luôn cả một cái trụ nữa của Hungry Sport tại khu vực đường trên. Có dòng nguyên tố cho Hungry Sport nhưng họ phải trả giá bằng hai trụ liên tục với một lượng tiền lớn. Và mạ hạ gục trong tình huống trước đó băng trụ thành công thì Genji cũng tiếp tục nhường lại được cho tay của Kim. Jack của Kim vẫn đang là một Jack rất khỏe nha. Một tình huống đứng trên rất khó chịu của Cannon. Anh ta để cho Kim solo cùng với lại Doran một khoảng thời gian tương đối là lâu. Mục đích của Cannon là không muốn lộ hình, còn pha thi đấu combo rồi không thành công đến từ bên phía của Chovy. Và cái giá phải trả, mặc dù có quyền trưởng đại thiên sứ nhưng ta vẫn phải nằm với khả năng chống chịu và gây sát thương đến từ bộ đôi Peanut và CK. Đổi lấy được một trụ ở khu vực dưới nhưng rõ ràng cái lượng kinh tế đang được tập trung dành cho con bài Jack của Kim là cực lớn. Lúc này thì đúng là cả hai bên đều đang có những điều kiện thắng riêng, với một con Jack của Kim tiếp tục được Cannon chăm sóc và anh ta đã có được hai trang bị lớn. Phía bên kia cũng tương tự là như vậy, với một Azir đã có tới 4 mạng của JK cũng đã có được hai món trang bị lớn trên người. Và cùng xem là ở tại tình huống đẩy lẻ sắp tới thì liệu rằng bên phía của Hungry Sport có giải được bài toán Kin hay không, hay việc có một con Azir xanh thì bên phía của Hungry Sport sẽ thiết lập những pha giao tranh như thế nào để tận dụng được sát thương tiến sau của JK. Rồi, bắt đầu đang bắt cặp cùng với nhau và cụ thể là đánh xoay quanh con rắc này của bên phía Genji để có thể nhằm khuếch đại thêm những cái lợi thế. Còn phía cánh bên kia, JK đang đảm bảo cái lượng sát thương theo thời gian tương đối tốt. Những sức mạnh hai món trang bị sẽ được hình thành ở trong cái lần về nhà vừa rồi của anh ta, và chính bản thân của anh ta cũng đã mang về khá những cái lượng công trình dành cho bên phía của Hàng Hoa Lai. Chính lệch về tiền ở thời điểm hiện tại là đang một con số không đáng kể, đâu đó chênh lệch khoảng chừng 1.000 tiền nghiêng về cho phía của Genji mà thôi. Và chênh lệch về dòng nguyên tố cũng không có, khi mà cả hai bên đều chia nhau mỗi bên một dòng nguyên tố trong ván đấu này. Một ván đấu thực sự đang là rất căng diễn ra giữa đội tuyển đứng thứ 2 và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cùng xem là với một con Azir xanh và một Lucian cũng đã 2 đồ thì liệu rằng có một pha nào đó bên phía của Hungry Sport ép Baron hay không? Bởi vì nếu như muốn phá đi cái thế đẩy lẻ của Kim chỉ có một cách duy nhất là ép Baron mà thôi. Bên kia cũng có khả năng ép Baron nha, bởi vì vô cực kiếm cũng đã được hình thành đến từ Aphelos của Pay. Nếu dạng súng đẹp nữa, thăng hoa lưng nữa thì hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống sức ép ở 4 phần còn lại của phía Genji nhằm tạo ra cái thế đẩy lẻ tốt hơn dành cho Kim. Bắt đầu đang có tín hiệu kiểm soát vào khu vực Hamadon mạnh mẽ hơn dành cho cả hai phía. Đây là một pha mà Cannon có đủ sự chống chịu để rút lui sau một tình huống tấn công nhẹ của Peanut. Trước đó thì anh ta bị cấu rỉa bởi loạt sát thương tới từ Viper. Cùng xem là với hai món trang bị trong đó có vô cực kiếm thì lượng sát thương tuyến sau của Pay đã đủ để giúp cho bên phía của Genji tự tin bước vào một tình huống giao tranh 5-5 hay chưa. Nhưng mục tiêu lớn lúc này Baron có vẻ nó sẽ chưa phải là mục tiêu được cả hai hướng tới, do là cái lượng đạn từ pháo trọng trường của Pay vẫn còn tương đối nhiều. Còn giao tranh 5-5 ở mục tiêu lớn thì chắc là phải chờ đến con dòng nguyên tố tiếp theo. Tôi đang thấy là Pay đang chuẩn bị có ý định phá súng rồi. Anh ta bắt đầu spam cái dạng súng của mình vào khu Cameron và sẽ chuẩn bị ra tạo ra những cái tình huống tâm linh xuống bất ngờ trong những cái pha giao tranh tiếp theo. Nhưng đó là thời điểm tiếp theo mà thôi, bắt đầu sẽ có những cái tình huống thi đấu kỹ càng hơn dành cho cả hai phía. Kim bắt đầu hướng tới những món trang bị phòng ngự của mình rồi.
đã có được hai trang bị mang thiên hướng tấn công mạnh, đó chính là tam hợp kiếm cùng với Sojin. Thì Kim bắt đầu hướng tới những món trang bị mang thiên hướng chống chịu, và anh ta biết rằng nguồn sát thương chính của Hardcry Sport lúc này là Azir của Zeka. Nên ta phải hướng tới thêm cái lượng kháng phép trong kho đồ của con Jack để tiếp cận những tình huống tuyến sau của Hardcry Sport. Nhìn về lượng tiền tổng đến từ cả hai bên cùng với những người đang được đánh giá là xanh sao nhất của cả hai bên, thì các bạn thấy là cả Kim và cả Zeka đang đều là những đầu tàu về mặt tài nguyên của cả hai đội hình. Và cùng xem là hai cá nhân này thì bên nào sẽ có được khả năng tác động tới giao tranh tốt hơn. Pidot đang đứng đỉnh ở khu vực giữa, anh ta phải luôn có mặt khu vực giữa để có thể tạo ra cơ thể luôn đẩy trước dành cho Viper với vị tướng Lucian. Thì đây là trong những cái lợi điểm giúp cho bên phía của Hangulai sẽ là người tập trung đội hình và di chuyển cùng với nhau kiểm soát những cái mục tiêu trọng yếu của ván thi đấu này. Cụ thể là xung quanh khu vực Hangbaron, lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Hangulai bây giờ vẫn đang được đảm bảo, và Hangulai quyết định all in với tình huống di chuyển của Zeka. Zeka có được hai mảnh của hoa tử linh, nhưng đây là một con mắt cắm rất sâu trong phần rừng đối phương, tạo ra một góc dịch chuyển bọc sau dành cho Kin. Đó là một pha tốc biến quy trượt tới từ Cannon rồi. Kin cũng không có góc vào cho tình huống này. Cannon vẫn mở được một cú chiêu cuối trúng hai thành viên đối phương, nhưng đó là Peanut, đó là một con Sejuani. Nhiều khống chế cùng với sát thương tới từ Chovy và Cannon là chưa đủ để làm khó Chovy, trong chắc là làm khó Peanut cho tình huống này. Và Chovy cũng đã mất luôn cả vòng xoáy tuyệt vọng. Doran một chấm máu nhưng anh ta vẫn có thể rút lui được. Và đó là một tình huống lệnh sấm sét không thành công tới từ Chovy. Doran vẫn giữ được phép bỏ cho tốc biến, và anh ta tiếp tục bị nhận những tình huống cấu gì bằng QW của Chovy, nhưng không ai lên bảng điểm số cho tình huống này cả. Pha mở giao tranh vừa rồi đến từ Cannon khi mà anh ta đầu tư chiêu cuối kết hợp cùng với đó tốc biến của mình để có thể giữ chân, nhưng hơi đáng tiếc là Pay không có mặt ở thời điểm đó, và một Chovy cũng không có quá nhiều sát thương để có thể gây sức ép dành cho Peanut nên nhằm tạo ra cơ hội tiêu diệt rừng của phía Hangulai. Và pha đó thì là một tình huống mà cảm giác bên phía của Hangulai thật ra họ cũng không lỗi nhiều cho lắm, bởi vì họ mục tiêu của họ là câu được phép rời dịch chuyển vừa rồi của Kin. Họ đã thành công trong việc lấy đi cái dịch chuyển của Kin, và Chovy vừa rồi cũng đã dùng cú dịch chuyển của mình để tiếp tục cái nhịp đẩy khu đường giữa nhằm chuẩn bị cho con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu này. Xét về tài nguyên dịch chuyển lúc này, Hangulai Sport nhỉnh hơn so với Gen Z tới hai cái dịch chuyển, và cùng xem là họ sẽ thể hiện khả năng macro của mình như thế nào với hai phép bổ trợ dịch chuyển đang nhỉnh hơn. Họ quyết định dịch chuyển thẳng ra khu Hangbaron với một con Azir ba đồ của Zeka. Bây giờ phải đi bộ rồi, và bắt buộc cho Kin phải đi bộ từ khu đường dưới ra, hoặc là Cannon phải cạnh tranh trừng phạt 50-50. Hạt thông nổ thì đã bị phá rồi. Cannon thì không có tốc biến, sẽ là một tình huống dồn sát thương nhanh, và Baron đến từ bên phía của Hangulai Sport. Sóng thần đẩy một góc rất khó chịu tới từ vị trí của D-Line. Baron không còn nhiều máu, Cannon tiếp cận và anh ta cướp được Baron. Cannon kiếp được Baron, và Doran mặc dù gây được sát thương nhiều nhưng anh ta đã bị kẹt lại, anh ta không còn cơ hội cho tốc biến nữa. Và sau đó anh ta lên bản điểm số mạng gục dành cho Chovy, mất cả chi lẫn chài rồi. Kin tiếp tục lao lên tấn công vào Zeka, Bola băng hàn mang mục đích là rút lui tới từ Peanut mà thôi. Kin tốc biến nhưng Kin không vào đủ tầm để nhảy, và sau đó là một lệnh QWF tốc biến tới từ vị trí của D-Line. Đĩa mặt trời được dựng lên tới từ Zeka, anh ta xỉa cũng là rất chất lượng. Và bên phía của Genji có màn hạ gục với tình huống xa kích tầm xa tới từ Pay. Pay tiếp tục cả lên, Pay quá nguy hiểm rồi. Pay nằm xuống với tình huống W tốc biến tới từ Peanut. Mỗi bên đều có màn hạ gục, nhưng Baron thuộc về cú trừng phạt của Cannon. Phía bên kia thì Cannon với lại Lehan đang tương đối thấp máu, khiến cho không có ai để có thể hỗ trợ dành cho Pay pha thi đấu đó. Pay chỉ ước rằng mình có phép hỗ trợ tốc hành để có thể gia tăng thêm khả năng áp sát, nhưng không, tốc hành của anh ta đã được sử dụng từ trước. Một tình huống trao đổi có ý đồ rất hay đến từ bên phía của Hangulai chứ không phải là không, khi mà họ tận dụng những cái phép hỗ trợ tốt của mình và tạo ra một tình huống rush Baron. Những cái điểm đáng tiếc là tốc độ ăn nó không quá nhanh, thiếu đâu đó khoảng chừng 0.5 giây mà thôi, và Cannon người chơi đi rừng của phía Genji vẫn có mặt kịp thời để có thể cướp Baron. Con rồng nguyên tố này thì nó vẫn sẽ là một mục tiêu được cả hai bên tranh chấp, và quyết định đến từ bên phía của Gen Z là giật về một nhịp chờ Pay hồi sinh. Trong khi đó phía bên kia thì Hangulai Sport cũng đang chờ con Aatrox của Doran có thể xuống bảng điểm số để can thiệp. Một pha đẩy sóng thần ở một cự ly rất khó chịu tới từ D-Line, nhưng cái lượng sát thương đúng là không đủ đến từ phía Hangulai Sport. Viper đang cầm 3 mảnh của vô cực kiếm và anh ta chưa có vô cực. Lượng sát thương tới từ Doran cũng rất là ấn tượng vào người Chovy đấy, nhưng anh ta không có đủ sát thương dứt điểm. Và tuyến sau bên phía Hangulai Sport cũng không vào được giao tranh cho tình huống vừa rồi. Doran vào quá đơn độc và anh ta nằm xuống. Rồi sau đó là một nỗ lực để xử lý. Zeka đã gây một lượng sát thương không hề nhỏ vào tuyến sau của Genji với con Azir 3 trang bị của mình. Nhưng rõ ràng thì cái tầm hoạt động đến từ Aphelios vẫn cho phép Pay có được tình huống dứt điểm tầm xa trước khi anh ta nằm xuống, và mạng được rơi vào tay của Peanut chứ không phải là Viper. Hơi tiếc chút xíu khi mà họ cũng đã có một vài những chiêu thức để có thể khép góc trong tình huống Rush Baron vừa rồi đến từ bên phía của Hangulai, nhưng mà họ không thực sự là trùng khớp, ở trong cái dịp đó vẫn có khoảng trống nho nhỏ dành cho bên phía của Genji để có thể khai thác. Và bây giờ sức ép đến từ bộ lợi Baron vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Genji, nhưng mà dù sao ván thi đấu này vẫn đang tương đối hấp dẫn. Chênh lệch về tiền thì thật ra vẫn đang ở con số không quá đáng kể dành cho cả phía, cả hai đều đang sở hữu cho mình đến những mẫu chất tướng có khả năng gây hàng tấn sát thương trong những pha giao tranh. Lượng sát thương đến từ đội bên phía của Genji bắt đầu nhiều rồi. Aphelios của Pay sắp có được nỏ thần Dominic, và tầm hoạt động tới từ Chovy cũng đang cho phép anh ta có những pha cấu rỉa tầm xa vô cùng khó chịu.
Và đội hình bên phía của Hapoel Sport lúc này về khả năng mở, họ chỉ có khả năng mở tới từ Bola Băng Hàn của Pinus mà thôi. Nhưng bây giờ anh ta sẽ phải mở vào ai khi mà phía sau các thành viên bên phía của Gen G luôn luôn có một cú chiêu cuối của Lehen sẵn sàng bảo kê bất cứ lúc nào. Và để xem bên phía của Hapoel mở rồi, đó là một pha chiêu cuối của Pinus đổi với chiêu cuối của Lehen. Pinus mất máu quá nhiều và anh ta bắt buộc phải rút lui, không thể chống chịu thêm được nữa. Ở tại khu vực đứng giữa trước đó thì bên phía của Gen G cũng đã có được những cái trụ ngoài của Hapoel Sport rồi. 28 phút trôi qua, Gen G có tới 7 trụ của đối phương. Bỗng nhiên gia tăng thêm một cái lượng kinh tế dành cho phía của Gen G ở trong vài vừa qua, và cái lượng kinh tế này rất là cần thiết bởi vì những món trang bị phòng ngự, món trang bị thứ ba, thứ tư sẽ được hình thành ở trong những cái lượt về nhà tiếp theo đến từ bên phía Gen G, thì đây sẽ là một cái lượng kinh tế được gia tăng thêm một cách tương đối là vượt trội. Pha thi đấu đó thì Pinus bắt buộc phải mở luôn cho bên đấu chiều cuối để nhằm tạo ra cái cơ hội giải phóng cái đợt lính đó. Nếu như không có một tình huống mở thì rõ ràng sẽ có cơ hội để có thể lấy được ít nhất là một cái trụ bậc thềm nghiêng về trong phía của Gen G rồi. Với 7 trụ có được thì Gen G đang có một bản đồ vô cùng sáng, cùng với đó là một cách biệt về tiền so với Hapoel Sport đó khoảng chừng con số hơn 3.000 tiền. Và những chủ lực quan trọng của họ đều đã có được món trang bị thứ 3 trở lên. Nhưng với đồ 3 của Pay cùng với đồ 3 của Chu Vi và cả đồ thứ 3 của Kim nữa. Kim bây giờ đang sở hữu cái lượng tài chính cũng như lượng trang bị tương đối là tốt, và quyết định đến từ bên phía Gen G là bắt đầu nhường cái lượng tài nguyên dành cho Aphelos, xạ thủ của họ. Ở trong pha thi đấu này, đợt lính ở khu vực giữa đang được nhường, đợt lính ở trong rừng cũng đang được nhường dành cho Pay. Một ván đấu mà rõ ràng là Hapoel Sport cũng đã có rất nhiều những điểm sáng, đặc biệt là Azir của Zeka đã có được những pha xử lý tốt để anh ta có được nhiều lượng tài nguyên, nhiều lượng trang bị. Nhưng bước vào những tình huống cạnh tranh trừng phạt 50-50 thì rõ ràng là Cannon đang làm quá tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay. Rồi, như vậy là nhịp độ của ván thi đấu này sẽ tạm thời chậm lại một chút xíu khi mà chúng ta phải chờ đợi những mục tiêu tiếp theo. Thậm chí là công đồng nguyên tố không phải là mục tiêu trọng yếu dành cho cả hai phía, mà hướng tới khu vực Hamburg sẽ là mục tiêu quan trọng hơn. Bây giờ cả hai bên bắt đầu di chuyển để có thể kiểm soát cái lượng tầm nhìn của mình mà thôi. Lượng trang bị bây giờ như đã nói tương đối là nhiều, những cái ngòi nổ chính của cả hai phía đều đang sở hữu từ 3 cho tới 4 trang bị trở lên. Rất căng thẳng. Với lượng trang bị tầm 3 món trang bị trở lên với những chủ lực của cả hai bên như là Azir, Lucian, Aphelios, Jax cùng với Huey thì lượng sát thương tuyến sau của cả hai bên đã là rất nhiều rồi. Và tình huống giao tranh sắp tới thì những chống chịu tuyến đầu như là Sejuani hay là Rell cũng đều có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu như băng vào một cách không hợp lý. Và cùng xem là bên phía của Gen G sẽ thể hiện khả năng kiểm soát bản đồ như thế nào với việc họ đang dẫn trước đối phương 7 so với 3 về trụ. Với việc có được nhiều trụ hơn, họ có quyền đẩy cao các khu vực đường và hướng tới việc kiểm soát các khu vực sông như là Baron. Baron tiếp theo là mục tiêu mà bên phía của Hapoel Sport bắt buộc phải di chuyển ra ở một trạng thái tối tầm nhìn. Kim đang đánh khá là khéo nha, mặc dù có sức ép một khu vực dưới về mặt chất tướng của anh ta, nhưng mà bởi vì 4 thành viên của phía Gen G đang có mặt để có thể kiểm soát tầm lượng tầm nhìn ở cánh trên, nên anh ta quyết định là không lộ hình để cho Zeka đẩy thêm cái đợt lính đó sát vào trụ 2, sau đó thì ta mới xuất hiện để có thể đẩy đợt lính ngược trở lại, dịch chuyển đến từ Chovy để có thể bắt Zeka. Đó là cú dịch chuyển của Chovy nhằm bắt lẻ Zeka tại khu vực đường dưới. Pinus có mặt ở đây nhưng ngay phía sau các thành viên bên phía của Gen G đang là rất đông các thành viên khác của Gen G di chuyển xuống tới, và đây là tình huống Zeka liệu rằng có về đấy không. Đấy, anh ta bị hoảng sợ, anh ta dính vòng xoáy tuyệt vọng và anh ta đúng là tuyệt vọng cho tình huống này rồi. Thậm chí phía bên kia Pay đang đánh cực kỳ hồi báo với tốc hành, mất tốc biến. Pinus cố gắng rút lui với khả năng hỗ trợ tới từ vị trí của Delay, và liệu rằng Pay có chạm được vào không. Anh ta chạm được vào người của đối phương với một cái thang hoa luân, hai mà hạ gục cho tình huống bắt lẻ thành công của Gen G. Lần này thì đội hình đến từ bên phía của Gen G họ đã xử lý thông tin tương đối là tốt. Họ có biết được rằng đối phương có hai thành viên để có thể tấn công vào người Kim của khu vực đường dưới. Họ dịch chuyển đội hình của mình xuống cánh dưới quan đồ để có thể tạo ra tình huống khép góc. Và hai thành viên bất lẽ vừa rồi của phía Hang Online đã phải nằm xuống. Phía sau Zeka không có trụ trong tình huống vừa rồi, và đó là một tình huống đẩy cao mà một mình Sejuani của Pinus là không đủ để bảo kê cho Zeka. Thậm chí Pinus cũng là một nạn nhân trong tình huống tấn công của Gen G. Chắc chắn đây sẽ là baron thứ hai dành cho bên phía của Gen G rồi. Rồi, sau buổi lỡ baron này thì họ hoàn toàn có thể về nhà sử dụng tiền và sau đó hướng tới những cái mục tiêu tiếp theo là cộng đồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu. Nhưng như đã nói, đồ 4 sẽ là những món trang bị hoàn toàn có thể phòng vệ tốt dành cho bên phía của Gen G, hay là họ sẽ rush thẳng món trang bị sát thương luôn. Bắt đầu đang hướng tới những món trang bị sát thương rồi, đến từ bên phía của Chovy lẫn Pay. Và Kim cũng có vẻ như sẽ muốn hướng tới một trang bị cộng sát thương ở món trang bị thứ tư của anh ta với giáo thiên ly. Và không, đó là một cái móng vuốt Styrax chứ không phải là giáo thiên ly. Lúc này thì con rồng nguyên tố thứ tư của bản đấu đã xuất hiện và Hapoel Sport đang cố gắng để giải quyết nó nhanh trước khi mà Gen G trở lại. Pay đã trở lại với 4 món trang bị lớn trên người và anh ta sẽ di chuyển ra với cổng thông đạo. Anh ta vẫn sẽ kịp tham chiến. Rồng nguyên tố bên phía của Hapoel Sport ăn với tốc độ không đủ nhanh và đang bắt đầu có một pha vòng sau tới từ Kim.
Rồng không còn nhiều máu, cạnh tranh trừng phạt 50-50 đến từ cả hai người chơi rừng. Quyết định đưa Cannon làm mở chung với Kin cho tình huống này. Kin bắt choáng được Zeka, Zeka phân chia thiên hạ. Zeka đang cố gắng xỉa, Zeka chưa có được nhiều sát thương. Doran cũng bổ một cú Q3 không có sát thương vào người Kin và anh ta nằm xuống rất nhanh. Bắt choáng thành công đến từ Kin và ngay lập tức Zeka nằm xuống chung với Doran cho tình huống này. Chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Nỗ lực bỏ chạy đến từ bên phía của Hawkeye Sport. Vòng xoáy tuyệt vọng trúng vào người của Delay. Một nam thì không tốc biến và anh ta sẽ phải nằm xuống với mạng dành cho Huy trong tay của Chovy. Và sự bất lực tới từ các thành viên bên phía của Hawkeye Sport trong việc giao tranh. Kin tiếp tục áp sát, Viper rút lui thành công. Đứng giữa thì Sejuani của Phoenix đang cố gắng phòng ngự đợt lính trước khi di chuyển về. Nhưng về liệu rằng có phòng ngự đấy không đây? Có lẽ là khó rồi, 5-2. Viper quá bất lực trong tình huống này, một chung về chính sẽ là một pha tốc biến lên để dồn sát thương đến từ phía của Genji và cũng thành công được Viper. Phoenix quá bất lực với tình huống phòng ngự mà anh ta không thể làm được gì hơn cả. Chiến thắng sẽ là 2-0 dành cho Genji cho ngày thi đấu hôm nay. Một ván thi đấu căng thẳng hơn dành cho phía của Genji và Hangolai, nhưng đội tuyển giành chiến thắng chung cuộc đó chính là bên phía của Genji với tỷ số thắng là 2-0. Một ván thi đấu tương đối là hoàn hảo dành cho đội hình của họ, mặc dù họ cũng hơi chật vật ở giai đoạn đầu chút xíu, nhưng cái cách mà bên phía của Genji tận dụng những tình huống kêu gọi, những tình huống di chuyển của họ là tốt hơn so với lại bên phía của Hangolai. Một trận đấu mà rất nhiều người đang trông chờ và màn trình diễn đến từ cả hai bên, do là cả hai đều đang có một thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng. Và Genji mặc dù có một trận thua ở đầu tuần với KT Rosser với tỷ số là 0-2 rất bất ngờ, nhưng ngày hôm nay họ thực sự đã thi đấu hay, và trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, trong những thời điểm mà Genji gặp khó khăn nhất trong ván đấu thứ hai, thì Cannon đã lên tiếng. Anh ta là người trực tiếp mang lại những lợi thế dành cho Kin cùng đường trên. Anh ta cạnh tranh trừng phạt 50-50 thắng Phoenix trong ngày thi đấu hôm nay, và đặc biệt là mang lại một con Baron giúp cho bên phía của Genji có được một lợi thế quá lớn cho đội hình của họ. Và nữa, chúng ta cũng có thể thấy phong độ thi đấu ngày hôm nay đến từ bên phía của Genji tương đối là tốt ở cả khu vực